Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho mọi người một trong những phụ kiện quan trọng nhất trong bộ dàn mà ai cũng cần phải chú ý, đó chính là dây dẫn dây loa. Và đây là một trong những cái giải pháp để cải thiện ngay lập tức âm thanh của dàn máy của bạn. Và ở đây Sơn đang có dây loa Analysis Ovan 12/2. Đây là một thương hiệu dây có giá rất mềm, và dù có tầm giá thấp, Sơn xin nói luôn là bộ dây Ovan 12/2 đang có giá bán tại Thiên Hà Audio là chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng một chút, và nó được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Đây là một điều mà rất là đáng chú ý, khi mà ở tầm giá chỉ khoảng vài triệu đồng chúng ta đã có được một bộ dây loa chất lượng cao được sản xuất tại Mỹ. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem là bộ dây này có những cái điểm đặc điểm gì mà nó đang được mệnh danh là dây có hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với sản phẩm của ngày hôm nay, dây Analysis Plus Ovan 12/2. Hãng Analysis đã tìm ra rằng là cấu trúc hình trái xoan rỗng thì các tần số được dẫn truyền nhanh nhất, chính xác nhất dù ở tần số cao và rất cao, và luôn giữ được trở kháng thấp, trong khi trở kháng của các dây dẫn hình tròn hiện nay đều bị tăng đáng kể do hiệu ứng nhiễu ở vỏ bọc và do hiệu ứng bó xếp dây sát nhau. Ngoài ra, khi xếp dây hình trái xoan rỗng, hiệu ứng bề mặt ở các tần số từ vài kilohertz tới 1 megahertz đều giảm, còn từ trường tổng thể tác động lên sợi dây dẫn tín hiệu lại tương đương nhau, và kết quả là dòng điện tổng cộng sẽ được phân bố tương đương giữa các dây dẫn. Analysis Plus Ovan 12/2 là dây các bạn đang thấy, là dây loa tốt nhất trong tầm giá. Hai dây dẫn 12 AVKG được sử dụng để bện dây loa theo công nghệ hình xoan rỗng độc quyền của Analysis Plus, mà mỗi dây như là được trở lại cùng một dây khác. Mật độ dòng điện được phân bố đều, mang đến cho người dùng một cái sự nâng cấp hiệu suất lớn so với các thiết kế dây dẫn cứng. Analysis Plus chú ý nhiều đến vật liệu để thiết kế dây loa. Vật liệu này dựa trên gọi là vật liệu đồng không gỉ, và nó có độ tinh khiết cao, và nó đặc biệt mịn để nhằm tạo âm thanh một cách trong trẻo chi tiết hơn. Và nhờ giữ được mức thất thoát điện môi thấp thì kết quả là sợi dây loa này cho cái tiếng ồn thấp hơn. Tóm lại, đây là một trong những cái bộ dây loa có hiệu năng giá thành cực kỳ tốt và ở tầm giá thấp, chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng, và được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Đây là những cái điều mà ấn tượng nhất mà các bạn cần chú ý. Và đây cũng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cho các bộ dàn hi-fi có tầm giá vừa phải. Khi chúng ta mới bắt đầu đến việc chơi âm thanh thì sự lựa chọn dây Analysis Plus hoàn toàn là sự lựa chọn tuyệt vời trong tầm giá. Và nó sẽ cho bộ dàn của các bạn một cái âm thanh nó chi tiết trong trẻo hơn. Và ngoài ra còn một cái điểm lưu ý khác là với rất nhiều các bộ dây loa đơn thuần chất lượng thấp thì sau một thời gian dài sử dụng, nhất là sử dụng ở khí hậu Việt Nam, thì sẽ có hiện tượng bị oxy hóa rất nặng, dẫn đến là thậm chí là âm thanh bị nhỏ đi đáng kể, hoặc là tín hiệu âm thanh không còn được như ngày đầu. Đấy là một điều rất tệ đối với những sợi dây chất lượng thấp, nó sẽ rất dễ bị tác động bởi thời gian. Còn ở đây chúng ta đang có là những bộ dây loa có chất lượng tốt, và nó sẽ rất thích hợp cho những bộ dàn có tầm giá khoảng từ mười mấy triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này. Và nhà sản xuất rất là cẩn thận khi ký hiệu là đây là có chữ AM, tức là đây là đầu mà các bạn cắm vào âm ly, và đầu ngược lại là có chữ, đây là chữ viết tắt của speaker, đây là đầu mà các bạn sẽ cắm vào loa, rất là dễ hiểu. Và hãng Analysis thường hay làm cái đầu giác cắm như thế này, đầu này là đầu bắp chuối, rất là tiện để cắm, và khi cắm vào thì nó rất là chặt và cũng rất là dễ tháo ra, nó tạo ra một cái độ chặt vừa đủ. Và cảm quan mình cảm thấy được là dây thì có thể thấy là dây rất là mềm mại, như vậy khi cắm thì rất là dễ dàng, và
nó không hề gây cản trở đến cái việc ví dụ chúng ta sử dụng những cái đôi loa nhỏ, bookshelf nhỏ, thì một sợi dây không quá nặng và mềm mại như thế này thì rất là dễ, nó sẽ không làm chĩu nặng hay kéo xô lệch cái bộ loa của chúng ta. Đây là một sự lựa chọn rất tốt, chỉ với giá khoảng hơn 3 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu được một bộ dây loa được sản xuất tại Mỹ và có chất lượng rất tốt, với một công nghệ đặc biệt của hãng là hollow oval, tức là hình trái xoan rỗng. Đây là nguyên bộ vỏ sản phẩm, bạn khi mua sẽ được như thế này. Đây. Và những kỹ sư của hãng Analysis là những người kỹ sư đã từng làm việc cho NASA nữa. Đó, họ đều là những người rất là có kinh nghiệm trong những ngành về âm nhạc và thiết bị dây dẫn. Đây. Và dây dẫn của họ là trải qua quá trình đo đạc cẩn thận để chứng thực được là nó có thay đổi tác động tốt hơn đến sự thể hiện các giải tần âm thanh. Đây. Cho tới khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những giải thưởng danh giá mà hãng này đã giành được, như là giải sản phẩm của năm của tạp chí The Absolute Sound cho dây loa Analysis Plus, hay là giải đôi tai vàng, rất nhiều các giải thưởng. Đây còn những giải thưởng như là dây loa của năm, đó, rất nhiều các giải thưởng khác nhau, và hãng này đem tới rất nhiều các dòng sản phẩm rất là đa dạng và chúng ta đều có thể được đáp ứng rất là tốt với hãng dây loa Analysis Plus. Vì vậy hôm nay chúng ta đã được biết đến thêm một cái sự lựa chọn tuyệt vời trong tầm giá thấp với giá 3.100.000 đồng. Chúng ta có được sợi dây Analysis Plus Oval 12/2. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Ở Thiên Hà Audio có rất nhiều các bộ dây tín hiệu, những bộ dây loa chất lượng cao của rất nhiều hãng trên thế giới. Và Thiên Hà Audio đang bán rất nhiều dây của Analysis Plus đã được thế giới công nhận là sự lựa chọn rất tốt trong tầm giá. Và với một cái mức giá rẻ như vậy và được sản xuất tại Mỹ ở một tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng, thực sự không phải hãng nào cũng có thể đưa ra sản phẩm tự tin sản xuất tại Mỹ mà ở một tầm giá thấp như vậy. Ngoài ra dây tín hiệu của hãng này còn rất tốt, như những bộ dây Analysis có mã là IVK chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng, rất là tuyệt vời. Quý vị và các bạn hãy đến đây để có thể chọn lựa được cho mình những bộ dây loa ở cái tầm giá thấp mà lại đạt được hiệu quả âm thanh cao các bạn nhé. Và địa chỉ là 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.